Mời nhà trai. Rồi. Mình giới thiệu về mình trước đi nhà gái ha. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trong trường quay. Chào nhà gái. Em là tên Lưu Thanh Kiều, em sinh sống và làm việc tại Trà Vinh. Em làm nghề kinh doanh buôn bán, em bán quần áo may sẵn. Dạ. Em 46 tuổi. Rồi, mời nhà trai. À, kính chào quý vị khán giả trong trường quay. À, ta tên là Nguyễn Quốc Thành, năm nay 46 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạy cấp 3. Thôi mình vô luôn cái vấn đề là điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em điểm mạnh của em là biết nấu ăn, lo lắng chăm sóc cho gia đình. Điểm yếu của em là hơi bị mù đường, em không em đi đường em bất cứ biết đường. Không sao, cái đó sau này mình có bạn trai rồi là bạn trai làm dẫn đường cho mình, không lo. Dạ, với em không biết chạy xe. Cũng không sao luôn. Có người chở luôn. Dạ. Rồi mình còn bên kia. Điểm mạnh em là biết vui vẻ hòa đồng. Rồi ngoài dạy học ra còn có thêm nghề ta trái nữa là thợ chụp hình cưới. Điểm yếu thì hơi nóng tánh và nói thẳng, nhiều dễ mít lòng. Trời ơi thầy, thầy dạy học trò cái thầy giận quá thì bát học trò luôn. Không có. Lúc mà mình nóng tính nhất là mình làm gì thầy? Nóng tính rồi bỏ đi. Trời, vậy cũng đâu có gì đâu, không sao. Người nóng thì sẽ có người vuốt. Bên đây đúng là rồi. Cái người là chăm sóc cho gia đình tốt lắm mà vuốt được nè. Đường tình duyên bên nhà gái sao nè? Em thì giống như là em cũng không có mối tình nào mà ấy hết. Tại vì là hồi lúc nhỏ thì em lo chăm lo dạng như là phụ cha mẹ, lo cho gia đình. Yeah. Tới lớn lên thì cũng như là có người may mối, nhưng mà em do quan điểm không có đồng quan điểm đó chị. Dạ. Thành thử em không có tiến tới hôn nhân. Dạ. Em thấy chị hơi run. Dạ. Thôi chị đừng có run nữa, có em mà. Đừng có run nữa. Tại vì em cũng hơi nhát. Cũng nhát, dạ. Nói chung là bên đây cũng không có cái mối tình nào hết trơn. Tính ra thì không có mối tình nào. Tâm hồn trong trắng lắm. Vậy là còn lo chuyện gia đình là quên đi cái chuyện riêng của mình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn thầy giáo sao nè, nói cho bà mối bà nghe coi. Về đường tình duyên thì đã ly dị 2 năm. Thầy có con không thầy? Có đứa bé 6 tuổi, đang ở với mẹ. Trai hay gái thầy? Dạ, trai. Vợ chồng ở nhau được có 1 năm. Rồi sinh con, rồi vợ về ở bên nhà vợ. Rồi không chịu gì ở bên gia đình bên đây. Hiện giờ gia đình bên đây thì đang ở với mẹ già. Bên cô kia thì kêu mua nhà ở riêng. Nó cứ dây dưa 4 năm. Mẹ thầy nay nhiêu rồi? Dạ 76 rồi. Mà vậy thì thầy cũng khó. Bên là mẹ, bên là vợ. Tôi qua tôi coi nhà gái thôi. Chào em gái. Dạ. Sinh năm 76 luôn. Dạ. Bây giờ thí dụ giờ bên Đồng Tháp ta cần cô dâu về chăm sóc mẹ già 76 tuổi. Em thấy sao? Dạ, em thấy nếu mà chỗ nào mình ở được, buôn bán làm ăn được thì em cũng có thể về được. Vì Đồng Tháp buôn bán quần áo cũng được mà. Nhà thầy buôn bán được không thầy? Dạ được anh Nguyễn Minh, cũng gần ở thành phố Sa Đéc. À thành phố Sa Đéc rồi, ngon luôn. Sa Đéc là rất là đúng phát rồi. Triển. Phát triển luôn, Sa Đéc dạ. Rất là phát triển luôn á. Thí dụ hai người có duyên nhau? Dạ nếu mà có duyên với nhau thì tiến tới được thì có thể là về làm dâu được. À có thể. Em ở Trà Vinh em ở với ai? Em ở cũng với ba mẹ em. Ba mẹ với ai nữa? Anh chị em có gia đình hết rồi, còn có mình em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? 70 rồi. Hay là giờ rước mẹ thầy với mẹ cô qua ở chung luôn được không? Cái này em nghĩ chắc một tí nữa khi mà mình mở rào á, hai anh chị sẽ chia sẻ mình có bạn trai là mình mong muốn cái người bạn trai đó như thế nào. Người bạn trai đó thì cao hơn em, cao 1m6 đổ lên, tính tình thì hòa đồng vui vẻ. Yeah. Là người tiếp người, biết chăm lo cho gia đình. Hay là ốm hay là như thế nào đó? Ừ, nhìn được là anh giống như là cỡ như anh Quỳnh Linh vậy được. Bên đây anh hơi mập đó nha. Thầy là hơi gầy gầy chút xíu được không? Thầy ốm á, chị về chị dỗ cho béo lên. Dạ. Thầy dễ ăn không? Dạ em dễ ăn. Dễ ăn rồi vậy được rồi. Thầy muốn mẫu hình lý tưởng của thầy như thế nào? Người con nữ phải cao 1m65 trở lên. Có luôn. Tính tình vui vẻ hòa đồng. Có luôn.
biết kính trọng người lớn và quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống. Quá quan tâm, quan tâm tới mức giờ cô chưa đi lấy chồng luôn đó. Có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy? Không thích người phụ nữ càm ràm, nói nhiều. Không được, cái đó phải thích thôi. Ví dụ như mình có cái chuyện gì nói rồi thôi, nói hoài có chuyện đó. Bản tính vậy rồi. Không có à, không hề à. Thấy 10 người, hết 9 người rồi. Tại nói hoài là tại vì nói một lần mà không có nghe, cho nên người ta phải nói lần thứ hai. Ta nghe ta mệt rồi ta đi luôn, ta không muốn nghe thôi. Đúng không? Mấy chị em phụ nữ, đàn ông có một cái tính rất là ngộ. Khi mà mình nói lần đầu tiên á không nghe đâu, nói lần thứ hai cũng không nghe, rồi tới hồi ta nói lần thứ ba cái nói người ta sao nói hoài. Đúng không? Đúng không mọi người? Ta hiểu rồi. Đó. Từ từ người ta nghe, làm gì nói hoài vậy? Không. Nếu mà đã nói nghe là phải sửa, là phải làm theo. Đàn ông sao là chị không thích? Em thích mấy người hơi dịu dàng chút xíu, với không có tánh cọc cằn quá. Anh có dịu dàng không? Anh là dịu dàng. Em coi chương trình vậy. Ừ, anh đâu có cọc tính không? Dạ. Thấy chưa, bên đây cũng vậy đó, yên tâm, nhà trai dịu dàng lắm. Chỉ có phụ nữ hay cọc tính vậy thôi. Tại vì nói hoài không có nghe. Nói nữa thấy chưa. Chị ơi, nay chị đi với ai vậy? Em đi với em gái của em. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. À, là hồi nãy em có nghe anh giới thiệu là anh hơi nóng tính. Và mỗi lần nóng tính thì anh sẽ bỏ đi. Thì mỗi lần như vậy anh đi đâu? Đi xa, đi gần? Hay là... Câu này hay á. Hay là giận quá tôi bỏ nhà tôi đi luôn. À, anh thì giận thì bỏ đi chút xíu à, trả gì à, chứ không có... Rồi thôi à, chứ không có... Bỏ đi chút xíu đi xa không? Không, đi vòng vòng nhà, chứ không đi đâu xa. Đi đâu anh? Đi sau giường. Rồi với lại cho em hỏi một tí nữa. Anh nói cái chiều cao là từ 1m65 trở lên. Thì bây giờ nếu mà chị em không đạt được cái tiêu chí đó thì giảm lại tí được không? Thì anh nói với chiều cao vậy, nhưng mà chừng 1m6 trở lên là ok rồi. Mình cũng không cần phải nó đúng với mục tiêu của mình. Chắc mang guốc vô được. Em ơi, chị em là đã hy sinh vì gia đình. Dạ đúng rồi, chị em là... Đó là chị phải có người yêu lâu rồi, có gia đình luôn rồi. Mình có thấy thương chị vì điều đó không? Dạ có. Chị phải lấy chồng, chị đi xa rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ? Dạ cái vấn đề đó không có quan trọng lắm đâu anh. Tại vì ba mẹ em là mấy đứa con là ở vòng vòng không mà. Có gia đình nhưng mà cất nhà vòng vòng gần đó thôi. Tụi em có thể về chăm lo ba mẹ phụ. Chứ không phải, tại vì chị cũng lo nhiều rồi. Bây giờ chị nên tìm cái hạnh phúc của chị. Nếu mà chị cảm thấy hợp, có một chút gì đó rung động thì giống như hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu. Khỏe re. Vậy là vòng 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 có chị em rồi, không có lo, đỡ lo. Thầy, em nói thầy nghe nè, thầy cao 1m75 á thầy, cái mình chọn con gái á thấp thấp thôi. Rồi thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy. Đó, mình đứng ngang ngang cái mặt nó ụp vô trong cái lồng ngực á thầy, cái cảm giác được che chở lắm, nó đã lắm thầy thiệt. Tả gì đâu mà một chút thầy thử thầy ôm một cái đi, vô trong trọn trong vòng tay mình luôn á thầy. Ha thầy ha. Thôi bây giờ mình mở rào đi. Mở rào. Nó bà mối bà nôn lắm rồi đó. Nôn thiệt. À, anh có món quà để tặng em. Em có món quà tặng. À cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì cũng hiền, cao, cũng ít nói như em cũng ít nói. Chứ anh đi dạy là học trò nó sợ lắm. Sợ là sợ sao anh? Tức là nó không có dám dạng như mình cũng có chừng mực, chứ nó không có đùa giỡn. Giống như anh nghiêm túc. Không phải nghiêm túc, mình dạy phải đánh làng hoàng chứ mình ấy đó, nó đâu có dạy nó được. Cái gì phải nói rõ thẳng, thì không có vụ mà ức ức mơ mở. Nhưng mà dạy nha, dạy học trò thì cũng có lúc cũng phải pha trò cho học trò nó vui vẻ lên, cái tinh thần nó thoải mái. Thì cũng có. Chứ nếu mà anh cứng rắn quá thì nó cũng đâu có, học trò cũng đâu có ấy không. Em có thường hay lên xe đét không? Không, em nói em bị mù đường, em đâu ít có đi lắm, em không có đi đâu, không có tự đi một mình được. Thành thử ra em không có biết xe đét. Đi ngang thì có, thầy thấy em sao? Có thể là đúng tiêu chí của thầy không? Tại vì em hơi lùn, em thì cao 1m51 à. Cái đó không quan trọng, nói thì nói gì chứ ăn thua tấm lòng thôi chứ chiều cao không quan trọng.
biết quan tâm chia sẻ trong cuộc sống là tốt. Thì con cái thì em có cần bao nhiêu đứa? Dạ không, em không quan trọng về con cái cần bao nhiêu đứa, miễn một đứa là cũng được rồi. Anh thấy đứa là đủ. Anh có con riêng vậy thì thí dụ như là anh mỗi tháng đi thăm con hay là hàng tuần? Không, anh một tháng anh lên thăm lần. Con anh sống với vợ mà ở đâu, ở gần anh không? Không, ở cách xa khoảng 25 km. Em có ngại điều đó không? Thì là phụ nữ thì ai cũng ngại điều đó, nhưng mà có cái là cái mức độ quy định, thí dụ như không phải là em không muốn cho đi thăm con, nhưng mà có cái là đi thăm con là cái bổn phận và nhiệm vụ của người cha thiêng liêng mà, thì em không có gì ngại. Anh thì hiện giờ ở với mẹ già, rồi em có thể ở cùng anh được không, hay là em ở dưới cột kè? Cái này thì mai mốt mình tìm hiểu đi rồi hả mình tính tới, chứ bây giờ nói trước thì tại vì cái gì anh cũng phải hỏi thẳng anh. Bây giờ thí dụ như thầy có lo cái chỗ buôn bán cho gọi là người bà xã tương lai được không? Buôn bán thì ở phố Sa Đéc thì nó rất là nhộn nhịp, nhưng mà em là tiếp người phụ nữ thì hơi càm ràm ấy, tại vì phụ nữ là phải hơi càm ràm nhăn rồi, chứ không có khi nào mà khỏi được hết. Ví dụ như càm ràm mình nói gì đó thì nói một lần là thôi, chứ anh không thích nói hoài cái nhiêu đó, cái nói hoài nhiêu đó. Bây giờ thầy bước tới đó, thầy nắm tay cô gái hát một bài nào đó ha, rồi thầy ôm thử coi vừa sai không thầy. Buồn quá mình linh quá đúng không? Rồi là mời cô đó, hai người nắm tay nhau đó, rồi để hát tặng bài gì cái đi. Xin hát tặng bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Trời quá dữ luôn, thấy chưa có chim hót liền. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha. Khi em đã lớn, nụ hồng nở trong tim, giọt sương trên mí mắt là cuộc tình đầu tiên. Hát nè. Rồi ôm cái coi, ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? Chưa đúng không? Ôm đó, không có còn thời gian nữa. Thầy cũng phải trong thời gian này phải bằng mọi cách mình chạy nước rút thôi thầy nha. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hồi hộp quá. Thấy chị lâu bấm hồi hộp quá. Kiều suy nghĩ hả Kiều? Dạ. Suy nghĩ gì vậy? Kiều lo gì Kiều nói luôn đi. Em thì lo tắm cửa mà thầy hơi giống như hơi cọc nóng tắm. Không có đến mức gì đâu. Hai người nắm tay nhau đi. Chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Thanh xuân cũng đã qua rồi. Chúng ta còn lại một chút thời gian để dớt dát thanh xuân. Và sẽ là những món quà gửi tặng anh chị. Thì nếu mà một bạn nữ phù hợp với anh thì khoảng tầm bao lâu anh sẽ nhất trí tới cái kết hôn của mình? Chừng nào em muốn thì kết hôn thôi, có gì đâu kết hôn. Trời ơi. Em muốn là một chuyện, nhưng mà mình đã chuẩn bị gì chưa? Đó, câu đó hay đó. Hay. Rồi thì hiện tại thì ba mẹ em đến mua nhà cho anh rồi, thì cũng có nhà ở rồi. À là nhà riêng hay là mình sống sẽ sống chung với anh? À dạ. Ngon lành. Theo em thì em chừng nào em muốn kết hôn lập gia đình. Nếu như mà bạn tìm một bạn nam phù hợp á, thì em dự kiến khoảng tầm quen trong khoảng 1 năm nữa thì sẽ lập gia đình. Được bớt rồi không? 1 tháng cũng là một, thôi 1 tháng đi. Thôi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hàng Ngọc Long, hiện tại em 29 tuổi, đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm nghiệp buôn quán, quán ăn, gia đình. Long là buôn bán quán ăn, Long có nấu ăn hay không, hay Long đứng bán thu tiền với gia đình thôi? Dạ, em vừa nấu, em vừa đứng bán luôn hả? Nấu ăn luôn hả? Dạ. Giỏi vậy ta? Quán của mình ở đâu Long hả? Dạ, quán em ở quận 4 á chị. À vậy hả? Bán chủ yếu là gì Long? Dạ, em bán bánh canh quế. Ồ, ngon rồi nha, bữa nào đi ngang ăn rồi nha. Dạ. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ?
Dạ em bán từ 8 giờ cho tới 9 giờ tối đó chị. Bữa nay đi là tham gia chương trình ai bán? Dạ bữa nay phải nghỉ bán. Dạ bữa nay phải nghỉ bán. Thôi nghỉ bán tội nghiệp không? Trời ơi trời. Bây giờ chúng ta hãy đến tới phần giới thiệu của bạn nữ nè. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia màn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phương Hạnh, hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng về mảng nhân sự. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết quan tâm người khác. Còn khuyết điểm của em là về vấn đề đi đường em không có được rành cho lắm. Nhưng mà không sao, bây giờ là mình đi lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, là mình sẽ có được một cái người bạn trai của mình để sau này chỉ đường cho mình, dẫn đường mình đi, mình khỏi cần phải quan tâm tới vấn đề đường xá nữa. Sau này chỉ đường đi tới quận 4 ăn bánh canh là được rồi. Rồi còn bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Dạ thì em hiền, hòa đồng, tính em là dễ gần lắm. Có khuyết điểm của em thì em có hút thuốc nè, rồi em cũng có nhậu với bạn bè. Đó, tính tình thì thẳng tính. Bây giờ mình nói cho kia nghe là cái con đường tình trường của mình đi. Em thì đó giờ em chỉ có một mối tình từ hồi học sinh thôi. Khoảng gần 10 năm nay thì em cũng không có quen ai hết. Học sinh là lâu lắm rồi đó hả? Dạ. Mối tình nó lâu không? Thì quen lúc đi học á anh, thì cũng lúc mấy? Lớp 10. Có nắm tay chưa? Có chứ. Có ha. Dạ. Có hơn nắm tay không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Lớp 10 nó giữ vậy ta. Rồi từ đó tới nay không có nhớ cái vụ đó rồi qua luôn 10 năm vậy đó hả? Dạ thì cũng do cái công việc với lại em có một thời gian em đi nghĩa vụ quân sự á. Thì xong thì em về em làm những cái ngành nghề giống như là bên nhân viên giao hàng nè, rồi bên sale bán hàng thị trường vậy đó. Toàn là nam không à, không có bạn nữ. 10 năm không có yêu, giờ còn nhớ yêu không? Dạ nhớ mới lên đây cho anh. Mình có nhớ cái cách để yêu không? Dạ thì cái này nếu mà gặp được người thích hợp ưng ý thì hai người tương tác lại là yêu liền. Vẫn biết mình đi cua bạn gái nó làm sao đúng không? Dạ thì 10 năm thì mình nói không quen ai thôi, nhưng mà mình đi cua thì vẫn có đi cua chứ gì. Nhưng mà hụt không à? Hụt không à? Trong tình yêu người ta nhút nhát vậy thôi. Nhút nhát thiệt. Tôi đứng đằng kia mà mắt tôi cận tới hai độ mà tôi thấy là rung tới nước mà giật hết nguyên cái cơ mặt luôn á. Đúng rồi. Sao rung dữ vậy? Lần đầu tiên. Thoải mái lên. Bây giờ vịn một cái cho bớt rung được không? Một hồi gặp bạn gái là rung nó té ghế luôn. Bây giờ vịn một cái thì không rung. Không rung nữa nha. Không có rung nữa nha. Nhát quá người ta nói thế giới khác đó. Đó đúng rồi đó. Có ai chọc vậy chưa? Dạ ba em. Ba nói sao? Ba em nói sao không thấy dắt bạn gái về. Ừ. Không biết có bị BD không? Không biết có bị BD không? Rồi trả lời sao? Em nói từ từ chưa tới thời điểm. Chứ con không có BD. Dạ. Rồi được. Ok. Bạn trai dễ thương lắm em. Rồi bây giờ mình tới mình đi. Mình kể về cái tình trường của mình đi. Tình trường của em có trải qua một mối tình duy nhất. Hiện nay cách đây khoảng tầm 2 năm. Mối tình đó kéo dài trong vòng khoảng tầm 7 năm. Lý do là thực tế là bạn nam đó có một người khác. Mà tới lúc sau này thì em mới phát hiện. Thôi thì chia tay là đúng rồi, không có cái gì phải hỏi nữa hết trơn trọi á. Rồi bây giờ cái mong muốn của em khi mà em có một người bạn trai á, thì nó sẽ là như thế nào? Cái hình mẫu nó như thế nào? Em muốn có một bạn nam cao trên 1m7 trở lên, có công việc làm ổn định và có thể quan tâm cũng như là chia sẻ với em trong cuộc sống. Bên kia thì chắc cao hơn 1m7 đó. Cao hơn 1m7. Công việc thì ổn định đó. Công việc ổn định, bán bánh canh hàng ngày. Đúng rồi, tại vì từ sáng đến chiều luôn. Thực phẩm là không bao giờ mà thiếu hết trơn, phải có. Cao lớn có thể che chở mưa gió giông bão không sợ gì hết. Bây giờ mình không thích điều gì đàn ông nè? Dạ keo kiệt, với lại là người hay kiểu kỹ tính quá, là em không thích nữa. Rồi đàn ông mà keo kiệt mà kỹ tính mà mệt mỏi lắm à. Có keo kiệt không? Dạ không anh, bình thường. Đi chơi có ba bạn gái xa láng không? Trời, chuyện nhỏ. Trời mong có bạn gái đi chơi cũng chết. Trời mong có bạn gái đi chơi cũng chết. Đó được chưa? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn một người hình mẫu bạn gái như thế nào nè? Dạ thì em cũng đơn giản thôi, một bạn gái gương mặt dễ nhìn. Quá dễ nhìn, nhìn là thấy luôn. Nhìn dễ lắm. Nhìn rất dễ luôn. Hiền nè, quan tâm gia đình, lễ phép với người lớn. Đó, còn gì khó hơn nữa không? Đây về đẹp à. Nếu mà bạn có thể mà nữ công gia chánh nội trợ gia đình càng tốt, còn không thì hai vợ chồng cùng làm, em chỉ cho làm. Rồi em chỉ cho làm nữa chứ. Đó. Nữ công gia chánh mình được không em? Dạ em biết nấu ăn. Biết nấu bánh canh không? Dạ hiện tại thì chưa, mong thì cho tương lai sẽ có được học món bánh canh. Trời ơi, chỉ cần một món thôi mà bán đắt đó nha. Trời ơi, tao nói giàu mấy hồi. Rồi em không thích điều gì ở phụ nữ? Lăng nhăng, rồi quá kiểm soát. Quá kiểm soát, đó. Bạn Nam ơi, có thể cho mình hỏi là bạn có là công việc thích người thích đi du lịch không? Hay là có những chuyến du lịch ngắn gì đó, bạn có thường đi du lịch không? Đi phượt rồi đó. Mình thì rất là thích nhưng mà thiếu người đi thôi. Trời đất ơi, trả lời ghê chứ.
Trời ơi, mấy cái câu này hình như học ở trên mạng hay sao nè. Thôi giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với một người em. Em đi với chú Trang, chú biết nghe là chị Trang Khoa. Thì em thấy em trai của người hiền chân thành, em thấy ok lắm. Đang nói đại bên cạnh nàng thoải mái luôn á. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Em chào hai anh chị. Em chào mọi người. Bạn em thì nó hiền, như vậy nó chịu khó làm ăn, tại nó ấy lâu nó không có biết đâu chơi, nó cần có người dẫn đi chơi, cần người dẫn đi chơi thôi à. Dễ thương quá. Thì không có bầu thiệt phải không? Dạ. Bao lâu? Dạ mười, thì theo Long nói là từ năm lớp 10 đến bây giờ là sự thật. Không có bạn trai không? Không có bạn trai không? Dạ em bạn trai. Em bạn trai. Dạ bạn con trai. Không hỏi cho nó kỹ với 10 năm cũng nghi ngờ lắm nha. Thôi được rồi, bây giờ chứng minh cho nhà gái thấy đúng là bản lĩnh đàn ông. Quà nó cũng dễ thương. Mày sẵn đem về nấu bánh canh luôn chứ. Mày nè. Mở rào. Tiến tới. Quay qua. Anh gửi cho em món quà. À dạ, em cũng muốn món quà cũng tặng anh. Long nói ý nghĩa sao tặng con heo? Thì tặng con heo này thì cũng có suy nghĩ một bài thơ. Ủa, hai câu thôi. Tặng em một chú heo hồng. Bưng khuân anh hỏi lấy chồng được chưa? Bất ngờ không? Bất ngờ về bạn mình đâu? À, còn món quà em muốn tặng anh. À, cảm ơn em. Dạ. Mình mở ra coi bạn gái tặng gì. Cảm ơn em nhiều. Mong là như vậy đi em. Em tặng cho anh món quà này với ý nghĩa rằng là mình sẽ được có một cái happy ending giống như trong một cái tấm hình như vậy. Đấy, nhớ nhấn nút nha em. Trời ơi, chui dĩ cho mà kia em nhớ nhấn nút nha em. Hàng chỉ đi cua hoài, hụt hoài á. Có từ từ vô phải không? Này, còn này của ai nữa nè? À, dạ, cái này là đồ gia đình em thì em gửi cho. Gửi cho hả? Gửi cho anh. Có hả? Có luôn. Rồi, cảm ơn bác. Cả nhà của em làm á thì à. Mình là giờ mình đổ nước sôi mình cái này làm sao em? Mình thả vô nước sôi rồi mình nó chín lên mình ăn thôi. Trời ơi, cảm ơn. Bánh canh hơi khô đó. Dạ. Cảm ơn anh. Cái này là chả cua. À, chả cua. Chả cua Huế. Tụng bánh canh hơi khô về tụng nước sôi ăn đã. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Thì hai đứa nói chuyện đi. À, lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy có những gì mà anh đang suy nghĩ có giống như những gì mà hiện tại đang gặp không? Nó được hơn cái suy nghĩ ban đầu. Là tích cực hơn hay là tiêu cực hơn? Là tích cực hơn nhiều luôn. À, hồi nãy sau cái tấm màn á thì em có nghe anh chia sẻ rằng là anh hiện tại có khuyết điểm với mình là hút thuốc hả? Đúng rồi. Cả uống rượu luôn. Có uống bia nhưng mà là mình chỉ đi nhậu với bạn bè lâu lâu thôi chứ không phải là mình ngày nào cũng đi. Hiện tại em cũng chia sẻ là em không thể hủy được cái mùi thuốc lá tại vì em bị viêm son á. Nên là nếu như trường hợp anh quen em thì anh có dự định là sẽ cai thuốc không? Có nha. Dự kiến của anh là khoảng khi nào? Thì nói chung là bỏ liền khi mình quen nhau thì anh bỏ liền, không hút nữa. Cái lại là giảm cứ quen đi. Khi nào nó bỏ thuốc có cho hung, không bỏ không cho hung. Đúng. Là xong nó bỏ gấp luôn. Đồng ý. Anh hiện tại một ngày anh hút bao nhiêu? Hiện tại thì một ngày mình hút một gói. Vậy là nhiều lắm luôn á. Hồi nãy em có nói là thời gian anh bán như vậy là chắc mình phải mở quán từ thứ hai đến chủ nhật đúng không? Đúng rồi. Vậy thì thời gian nào là thời gian anh sẽ dành cho em? Thì tại vì cũng gia đình làm mà cho nên thì khi mà mình có hẹn á thì anh sẽ nhờ em anh nó ra nó trong quán để đi. Với lại là cho em hỏi thêm luôn cái kế hoạch của anh trong tương lai á, thì nếu mà một bạn nữ mà phù hợp với anh thì khoảng tầm bao lâu anh sẽ muốn tiến tới cái kết hôn của mình? Chừng nào em muốn thì kết hôn thôi, có gì đâu kết hôn. Là em muốn là một chuyện nhưng mà mình đã chuẩn bị gì chưa? Đó, câu đó hay đó. Hay. Rồi thì hiện tại thì ba mẹ em đã mua nhà cho anh rồi, thì cũng có nhà ở rồi. À là nhà riêng là mình sống sẽ sống chung với riêng. À dạ. Ngon lành. Cho nên thì quan trọng là em thôi. Nhưng mà khoảng nếu mà phù hợp thì khoảng bao lâu? Ý là khoảng tầm khoảng thời gian của anh là bao lâu vậy kiến là? Càng sớm càng tốt em ơi. Gấp dữ lắm rồi. Gấp người dữ ta lắm. 10 năm rồi. Hôm nay nó khô queo, nó gọi là tình cảm nó hết, không có ước ác chứ nào cho em. Giờ quên hết luôn rồi đó. Anh có muốn hỏi gì không? Thôi anh nắng nút rồi hỏi gì nữa. Chịu quá rồi. Hỏi đi, hỏi đi. Chừng nào còn em chừng nào? Còn theo em thì em chừng nào em muốn kết hôn lập gia đình. Nếu như mà bạn tìm một bạn nam phù hợp á thì
thì em dự kiến khoảng tầm quen trong khoảng 1 năm nữa thì sẽ lập gia đình. Bớt bớt rồi không? 1 tháng cũng là một, thôi 1 tháng đi. Không thì anh nói vậy thôi, nói cho đùa cho vui thôi. Tại vì thì nói chung là mình gặp đây thì mình cũng phải tìm hiểu nhau nữa. Tại vì cái cuộc sống gia đình thì mình là nó cũng lâu dài, thì mình nên tìm hiểu kỹ nhau hơn. Dạ. Đó, là... càng sớm càng tốt. Thì đúng, càng sớm càng tốt. Nhưng là mà... mẹ mua nhà rồi, chuẩn bị cái nồi bánh canh sẵn rồi. Về có làm dâu không? Em thì em thích làm dâu hay là thích ở riêng? Dạ, nếu như mà được chọn thì em vẫn thích được mình sẽ sống riêng hơn. À. Dạ. Tại vì sống riêng thì được, nhưng mà tại vì mẹ em mua nhà, nhà của anh thì đối diện nhà mẹ anh. Ủa là hiện tại là đang sát bên quận Tân luôn? Trong hẻm luôn, em đối diện nhau luôn. Đối diện nhau thì ở riêng rồi. Tới nắm tay em hát thâu đi để bấm nút luôn nè. Tới hát tặng em gái bài đi, nắm hai tay thì vô. Nắm hai tay vô. Nắm tay. Dạ. Hai kia nữa. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta luôn chìm đắm. Yeah. Người áo dài tung tăng em bước quy lòng anh xinh sao. Yeah. Mình người ơi xin dừng bước cho anh làm quen công thức chỉ cho. Nhà của bé ở đâu cho anh xin dẫn em đi về. Thủ đất anh ơi. Dạ. Là nói hết rút ruột mình đi, nãy giờ em cảm nhận về em gái như thế nào? Hy vọng là mình sẽ cho nhau cái cơ hội. Anh cảm thấy rung động. Em đang ngã cái việc mà anh đang thì mới như thế nào thôi. Hả? Hứa thuốc của anh. Hứa anh bỏ rồi. Dạ. Bỏ dạ. Thuốc, hứa bỏ thuốc, được rồi đó. Rồi thôi trở về ghế ngồi đi nào, chúng ta đưa ra quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định đồng ý hẹn hò hay không là quyền của các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm chưa? Sao không bấm? Sao vậy em? À, tại vì em thấy có nhiều cái quan điểm với lại bạn hút thuốc, với lại nhậu. Bạn đã hứa rồi mà, bạn bỏ mà. Em thật sự, nhưng mà em thấy có nhiều cái là em tình cảm em thấy chưa rung động khi nắm tay bạn. À, chưa rung động, điều này thì chúng ta không thể ép được. Đúng rồi. Bởi vì trong bạn muốn hò, bao giờ mình rung động thật sự mình mới bấm. À, rất tiếc điều đó, em trai rất là chân thành luôn. Em gái cũng dễ thương nữa. Chị rất là tiếc bởi vì đây là một chàng trai có chí hướng nè. Rất là quyết tâm về cái tương lai của mình, lại rất là chân thành. Thì nếu mà có thể thì em có thể bắt đầu tiên có thể làm bạn với bạn chứ. Không sao cả. Được, chúng ta cứ xin số điện thoại nhau, cứ trao đổi với nhau. Dạ. Cảm ơn các bạn. Thì em đi làm việc bên đó khoảng 3 năm thì cũng có tích góp được một chút ít. Thì do thì em cũng tính là lập nghiệp tăng Bình Dương. Hiện giờ là đang sống Bình Dương. Dạ vâng. Để dành vốn được nhiều chưa? Dạ cũng nhỏ nhỏ thôi, khoảng cỡ 700. Trời ơi nhiều quá, quá dữ. Đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ. Nào, giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cất Tường. Chào bạn nữ bên kia bức tường. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Tư, năm nay 28 tuổi. Em hiện tại là nhân viên KCS. Em quê ở Quảng Ngãi nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ok, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn em. Nam và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Linh Huệ. Huệ, là Hoa Huệ chứ gì? Dạ, tên Phạm Nữ Linh Huệ ạ. Dạ, Huệ nói... hay Huệ? Dạ, Huệ. Chữ Quờ? Quy á chị. À, Quy thì dạ. Quy, Huệ. Rồi, Linh Huệ. Dạ. Huệ là quê có dấu nặng á hả? Dạ, đúng rồi. À, lạ nha, tên cũng lạ nha. Bao nhiêu tuổi Huệ? Dạ, năm nay 28 chị. 28 tuổi. Dạ, em quê ở Phú Yên. Dạ, hiện nay là nhân viên hành chính văn phòng, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Huệ ha? Dạ, điểm mạnh thì em là người vui vẻ, sống lạc quan, tích cực. Chuyện tình cảm thì em bao dung và thích quan tâm vun vén cho gia đình. Nhược điểm của mình thì hình như là em hơi bị mạnh mẽ và hơi độc lập xíu. Em không cần phải có một bạn nam nào tới để làm em hạnh phúc, mà em có bản thân mình, có người thân, gia đình, công việc là em thấy mình sống hạnh phúc rồi á. Nên là không cần đàn ông. Em không, hồi trước thôi, giờ khác rồi chứ. Bây giờ cần rồi. Rồi, dễ thương quá. Mời mời bạn trai bên kia giới thiệu đi. Cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì cơ? Dạ, em ấy thì chân thật, tự lập, biết nấu ăn, không hút thuốc. Điểm yếu của em ấy thì
rất là nhiều ạ, bao la, tốn khá nhiều thời gian trong việc tắm rửa. Thời gian tắm rửa là em dành khoảng thời gian là 45 phút ạ. Nhưng hồi bên Nhật á, thì em tắm trong phòng tắm ngâm hơi khá là lâu. Người Nhật nói thì khoảng 30 phút là vừa rồi, cũng tốt. Nhưng mà ngâm quá thì cũng hơi có hại cho sức khỏe. Về nước thì người nhà có hay la, nhưng mà em cũng cố gắng cải thiện. Chứ còn tắm nhanh quá thì em cũng không thích cho lắm. Vì em ngâm, khi mà ngâm mình trong bồn tắm thì em cảm thấy nó sảng khoái, thư giãn được cơ thể. Ủa em có sống ở Nhật hả? Được bao lâu? Dạ, làm việc tại Nhật được 3 năm ạ. Vậy bữa anh với em ra Hà Nội mùa đông nè, tắm hay lắm á, ngâm đi. Dạ, giờ bên Nhật cũng lạnh lắm, nhưng mà mình tắm nước nóng thì có sao đâu, trong phòng kính mà. Nhiều khi đi công tác không có nước nóng đó. Dạ, công tác mà chỗ nào mà chắc là trên rừng rú của anh ha. Anh rồi, đi rừng rú không có nước nóng đâu mà ngâm, lúc đó riết nó quen. Thử đi danh tháng đi, đi các trình xã hội tháng rồi em biết em ngâm cỡ nào. Rồi cái tinh thần mà tắm 3-40 phút không còn nữa đâu. Nó quéo hết, không còn gì. Anh tắm có 2 phút mà còn không kịp nữa đó em. Rồi mình đi Nhật là mấy năm thì bây giờ về hát một bài hát nào câu tiếng Nhật góp vui cho chương trình đi bạn. Dạ, vậy thì em cũng xin gửi tặng đến quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay thì em cũng sẽ hát một ca khúc tiếng Nhật. Rồi. Moshi mo moichido anata ni aeru nara tatta hitokoto chutaetai arigato arigato toki ni wa kiyu chute ante mo anata o kanjite tai. Mình xin hết ạ. Bài mà tôi với ta không nhỉ? Dạ, 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 em dịch ra tiếng Việt luôn ạ. Đúng rồi, dịch ra dạ, nghe thử. Nếu có thể gặp em một lần nữa, anh chỉ muốn nói về một điều. Cảm ơn em rất nhiều. Dù đôi khi trong lòng anh cảm thấy nhói đau, nhưng anh vẫn muốn lưu giữ những ký ức về em. Trời ơi, hay quá trời hay luôn. Giá như hát tiếng Việt nó hay cỡ nào, nhưng mà tại vì em hát tô ta tê không ra là dạ, nghe nó mất lãng mạn đi. Thì tại tiếng lời Việt thì em chưa hát được. Chưa hát dạ, lời Nhật thôi. Dịch ra tiếng Việt nha, hoặc là em dịch trước khi em hát. Dạ. Người ta sẽ cảm nhận hay hơn. Tô tê tê tô ta rồi. Có cái nhược điểm gì không bạn? Em dễ bị xúc động. Những chuyện mà không vui á, hay buồn phiền á, thì em tự giấu kín trong lòng và tự tìm cách giải quyết để mà giải tỏa. Vì em sợ làm phiền người thân, khi đó người thân trong gia đình sẽ khá là lo lắng. Đúng rồi em, mấy chuyện buồn đừng nói người thân, khổ lắm. Nói mất công người ta buồn tội người ta, đúng không? Có tật xấu gì không? Nói chuyện vui thôi. Tật xấu thì em chắc cũng nhiều, là em hay ngủ mà hay mơ mà nói nhảm. Và lại nữa em lại sợ ma. Do họ bên Nhật á, có một khoảng thời gian bị stress đấy thì em khó ngủ. Thì lúc đó có một bạn thì khuyên em là nên xem phim ma Nhật á. Sim xong á thì em khỏi ngủ luôn, thức luôn tới sáng á. Mấy hôm sau là coi như em ngủ là không dám là tắt điện luôn á. Giờ không nói chuyện ma được không? Anh cũng sợ ma. Anh cũng sợ ma. Bỏ qua đi. Bây giờ nói về tình trường đi. Huệ trải qua mấy mối tình rồi cưng? Tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. 20 mấy năm luôn? Dạ đúng ạ. Vậy trong cuộc sống thường em đi chơi với ai? Chỉ bạn bè. Hồi trước em chơi với nữ thân. Ủa thích gái hả? Không có chị. Hồi trước cũng vậy á, em không có thích ai hết, không thích bạn nam nào hết, mà đi chơi với bạn nữ thì thân. Nên mọi người hỏi, ủa là sao, là giờ là thích gái hay sao vậy? Không biết lẽ hay sao vậy? Nhưng mà có không? Không chị, chắc không có, chắc chị. Có rung động với đàn ông phải không? Có chị. Nhưng mà đó giờ là chưa có hung nắm tay đàn ông lần nào hết. Dạ. Chắc chắn thích trai. Dạ. Không biết báo tin vui hay tin buồn cho bên kia nữa. Thấy được không? Dạ được ha. Con trai em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chỉ trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì kéo dài được khoảng 1 năm. Quen nhau từ thời học sinh. Mối tình mới nhất này cách đây 2 năm. Tại thời điểm đó thì em muốn ổn định kinh tế vững chắc hơn, thì em mới quyết định ra đi nước ngoài. Không hiểu sao sau 1 năm thì bạn ấy ở tại Việt Nam lập gia đình đó. Đúng rồi, em đi vậy biết gì nào em về. Hôm nay đến đây thì bạn gái mong muốn tìm một người yêu thế nào? Người yêu thì không có quan trọng về ngoại hình, hiền lành sáng sủa là được. Em cần bao dung một chút, chững chạc chín chắn, có chí cầu tiến. Có luôn, bên đây chững chạc cầu tiến ta mới đi Nhật, ta là học hỏi, ta làm ăn. Em không thích người ăn thịt chó. Có ăn thịt chó không? Dạ không ạ. Không thích những người tính toán chi li nhỏ nhặt quá. Em không có luôn. Dạ, cũng không thích rượu bia thuốc lá. Không có hút thuốc. Dạ. Có uống rượu chút không? Dạ uống rượu một ít thì ít được. Ít thôi, không sao. Sao em, đàn ông phải có uống chút rượu được cũng không sao. Cái mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào?
bác Tony buổi sáng á, hiểu biết sâu rộng nhưng mà rất là hóm hỉnh, hài hước. Nhớ về kiếm sách bác Tony đọc nha. Dạ. Kiếm còn... sách bác Tony buổi tối á, coi buổi tối bác sao. Còn em muốn mẫu hình lý tưởng thế nào em trai? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị hai là được ạ. Chị hai của em á là rất là đảm đang. Chăm lo quán xuyến việc gia đình rất là tốt. Chị thì có pha chút truyền thống và nét hiện đại. Rồi. Ngoại hình thì cao 1m5 trở lên là được. Hơi mập, mẫm mỹ một tí em càng thích ạ. Chào em gái. Dạ em chào. Hôm nay cũng da thịt tròn trĩnh dễ thương chứ bộ. Nãy giờ em cảm nhận cái tiếng nói của anh lên đây như thế nào? Anh hiền lành. Đúng rồi, rất là hiền. Anh nói thật là anh nhìn người rất là hay luôn á. Anh này là có thể là một cái mẫu người chồng rất là tốt. Dạ. Đàn gái bên đây là... Có khi nào em đi Nhật Bản chưa? Dạ chưa chị. Có cơ hội là đi ha. Cái gì mà ngồi quặm quẹo tay chân dữ vậy? Men lên chút xíu coi. Dạ. Men không? Dạ men chứ. Chắc không? Chuẩn 100% ạ. Bên này tôi không biết là có nữ tính không, mà bên đây tôi không biết có men hay không á. Dạ. Bên đây là chưa hung lần nào nha. Làm được không? Dạ được. Mà nói giờ hung nhiều chưa? Dạ hung cũng ít à. Hung đã không? Dạ, cà phê. Rồi bây giờ khi nào cưới? Dạ, sau 1 năm thì có thể được. Có chuẩn bị gì để cưới chưa? Dạ, thì em đi làm việc bên đó khoảng 3 năm thì cũng có tích góp được một chút ít. À. Dạ, do thì em cũng tính là lập nghiệp tăng Bình Dương. Hiện giờ là đang sống Bình Dương? Dạ vâng. Để dành vốn được nhiều chưa? Dạ, cũng nho nhỏ thôi, khoảng cỡ 700. Trời ơi, nhiều quá, quá dữ. Được rồi, được rồi. Nói chung là bạn trai này phải chọn thôi một người đàn ông rất thật thà, hỏi đâu khai đó nha. Mai cho anh mượn 700 anh mua đất Bình Dương nha. Dạ. Em trai nè, đi với ai? Quá tốt. Dạ, hôm nay em đi cùng với chị gái và ship chị gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Phường, Cát Tường. Chào em gái bên này, chào khán giả trường quay ngày hôm nay. Em là chị gái của Phạm Tư. Đến hôm nay đến với chương trình này thì em cho em nhận xét về bạn gái bên này thì nói chung là em gái này dễ thương, hiền, vui tính. Nói chung thấy là được. Nay đi có sếp nữa đúng không? Cho nghe ý kiến của sếp. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh rồi quý vị khán giả. Chào bạn Huệ. Đến với chương trình hôm nay em nhận xét Tư là một người rất là thật thà và hiền như cục bột luôn. Không, cái đó khỏi nói, chưa trên khai 700 triệu là tôi thấy là nên là rất là nhút nhát. Nói chung là hôm nay kéo em lên để bắt vợ về cùng. Hy vọng là hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến tới. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, người thân của Huệ hôm nay là ai? Dạ, em đi cùng với anh chị em ạ. Em chào anh MC Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Phạm Tư. Em chào anh. Chào các bạn khán giả trường quay. Rồi, chào em. Anh nhận xét thì nó ngắn gọn thôi. Ở em thì anh thấy được một cái sự chân thành, chững chạc, tính của em nó điềm đạm. Em có hai cái trùng hợp, một là em họ Phạm, em trùng hợp với anh. Cái nữa là, đây là em rể của anh, cũng Quảng Ngãi. Anh có thêm người em dâu cũng ở Quảng Ngãi. Thì anh hy vọng là thêm một cái gì đó nó Quảng Ngãi nữa thì nó lại càng hay. Okay. Anh em về Quảng Ngãi thành lập nhà máy đường Quảng Ngãi luôn ha. Chỉ là ý kiến thôi, hai bạn mới là quan trọng nhất. Bây giờ sẽ mở rào ra cho hai bạn trò chuyện với nhau nha. Kéo rào. Đó, bây giờ là chuyện của hai đứa. Bắt đầu. Chào bạn. Rất vui được gặp bạn ạ. Mình có món quà tặng cho bạn ạ. Mình có thể đeo cho bạn được không ạ? Dạ được. Đeo cái đó vô là đi xích luôn đó. Tặng quà có ý đồ á. Đeo rồi. Vàng như đeo gông vào cổ. Mình cũng nên tặng quà lại đi em. Nếu vậy thì em sẽ nhảy một điệu nhảy Nhật Bản. Trời ơi, trùng hợp quá vậy. Tại vì anh cũng đi Nhật mới về. Cái này mà mặc thêm kimono nữa thì đẹp dạ, lắm. Dạ đúng rồi, đây là đồ Nhật Bản. Rất là dễ thương. Bạn trai cảm nhận như thế nào?
bạn ấy nói chung rất là dễ thương, nói chuyện thì rất là chín chắn ạ. Bạn ấy có cái tài lẻ là mua rất là khá, đâu hay là khá là làm gì bẻ con tay bẻ con chân dữ vậy, nó lòi hết bây giờ. Em cũng có bài hát muốn gửi đến tặng cho bạn cùng tất cả mọi người ở đây. Mẹ là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ha 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 ha. Thắp sáng một gia đình, gia đình, gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ. Cho ta bao nhiêu niềm thương mến, gia đình, gia đình, ấm áp trái tim quay về. Xin hết rồi. Còn cũng có ý nghĩa, ý là bạn ấy đang hướng về gia đình ha. Bạn khá là thích hợp với mọi người gần, khá thích hợp với mọi người mình đang tìm kiếm. Bạn xinh quá, nụ cười bạn đẹp quá. Dạ. Bạn có duyên dạ, quá. Bạn đẹp quá, bạn đẹp không, quá. Không biết nói gì luôn á. Làm như nó quýu hết trơn rồi. Từng 7 ngày đi rảnh những ngày nào nhỉ? Cuối tuần thì em rảnh. Cuối tuần à? Rồi, cuối tuần thì cỡ Chủ nhật và thứ bảy ha. Dạ. Anh cũng rảnh 2 ngày đó, không sao cả. Thường ta nói thứ bảy Chủ nhật mà ông quýu, ông nói ngược Chủ nhật thứ bảy. Nói chung đàn trai rảnh bất cứ lúc nào đó em. Em cứ gọi là tới nha. Hiện tại anh chưa là gì cả, nhưng trong tương lai anh hứa với em sẽ làm cho cuộc sống của em trở nên thú vị. Hứa với em 700 triệu này thuộc của em. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Bấm đi. 2. Hộp đó. 3. Bấm đi mà. Cái gì mà bấm cái gì kỳ vậy? Chọt 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 cái gì kỳ vậy? Bẻ cái nút bấm vậy. Hết thời gian. Cái nút bấm chứ không phải cái tay mà ông dặn bấm là bấm vậy nè. Ông ngồi ông dặn muốn gãy cái cục của người ta luôn. Bấm phải, vậy nè, dạ, hiểu không? Em không biết. Tình yêu mà đôi khi nó làm con người ta quýu. Bấm nó thành bẻ. Bây giờ nè, xin phép anh trai. Dạ, em xin phép nhà Hào đến gái ạ. Chào anh Hào nha.